Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vào ngày hôm qua đã tới khu vực bờ Tây và có cuộc hội đàm với Tổng thống chính quyền Palestine Mahmoud Abbas tại thành phố Ramallah. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Blinken tới bờ Tây kể từ khi cuộc xung đột Israel và Hamas nổ ra vào ngày 7 tháng 10. Hai bên đã trao đổi trong khoảng 1 giờ và không có phát biểu trước báo giới. Tuy nhiên, nguồn tin từ giới chức Palestine cho hay Tổng thống Abbas đã nhấn mạnh sự cần thiết phải có một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và cho phép viện trợ nhân đạo vào dải Gaza. Về phần mình, Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay Ngoại trưởng Blinken khẳng định cam kết của Washington trong nỗ lực hướng tới hiện thực hóa giải pháp hai nhà nước. Cũng trong ngày hôm qua, Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna đã kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức tại dải Gaza. Bà cho hay Pháp sẽ chủ trì hội nghị nhân đạo quốc tế vào ngày 9 tháng 11 tới với nội dung đề cập đến việc tôn trọng luật pháp quốc tế, những nhu cầu cơ bản về y tế, nước sạch, nhiên liệu và thực phẩm